nay, với sự tiến bộ của y học, phương pháp phẫu thuật ngày càng mang lại hiệu quả trong quá trình điều trị ung thư. Phẫu thuật ung thư là gì? Đây là một trong những cách điều trị bệnh ung thư, là phương pháp cơ bản với mục đích chính là loại bỏ khối u ung thư và giảm tỷ lệ tái phát. Giải pháp này có thể xử lý triệt để khối u ung thư nếu bệnh phát hiện sớm, ở giai đoạn nhẹ và chưa tiến triển đến mức độ nặng. Tuy nhiên, điều này gặp rất nhiều khó khăn khi đa số các trường hợp bệnh nhân đều phát hiện muộn, dẫn đến các biến chứng khác. Theo thạc sĩ bác sĩ Lương Duy Long, chuyên khoa ung biếu, cố vấn chuyên môn hệ thống y tế Hưng Việt cho biết, bên cạnh việc loại bỏ tế bào ung thư, phương pháp này còn có vai trò trong việc đánh giá mức độ di căn, chẩn đoán chính xác sự tiến triển lâm sàng của bệnh, từ đó sẽ tạo ra cơ sở để các bác sĩ đưa ra phác đồ điều trị. Với sự tiến bộ trong lĩnh vực y học, từ kỹ thuật đến các thiết bị y tế chuyên môn, cách điều trị này sẽ đem lại hiệu quả trong việc điều trị ung thư dứt điểm, rút ngắn thời gian hồi phục, thậm chí có thể áp dụng đối với những người già, sức khỏe yếu. Phẫu thuật ung thư là một phương pháp điều trị chính mà đa phần các bệnh nhân ung thư đều phải thực hiện. Về nguyên tắc trong điều trị ung thư hiện nay thì cũng chưa có một phương pháp nào là mang tính là điều trị căn bản được cái bệnh lý ung thư. Bởi vậy là ung thư vẫn là cái phương pháp là điều trị đa mô thức, tức là nhiều cái phương pháp kết hợp với nhau. Đấy, tùy theo giai đoạn của bệnh, tùy theo thể trạng người bệnh thì người ta sẽ chọn phương pháp, ưu tiên phương pháp nào là ưu tiên điều trị trước. Cụ thể về phẫu thuật thì đa phần trong ung thư thì phẫu thuật vẫn là phương pháp ưu việt nhất, và nhiều ung thư mà giai đoạn sớm chỉ cần phẫu thuật không, bệnh nhân đã có thể khỏi bệnh rồi. Tôi lấy ví dụ ung thư tuyến giáp, ung thư vú, ung thư đại tràng và nhiều ung thư khác nữa, với phẫu thuật ở giai đoạn sớm nhiều khi không cần phải hóa xạ trị. Đấy, nếu giai đoạn sớm tại chỗ là bệnh nhân tỷ lệ khỏi đã rất là cao, sống sau 5 năm tới 95-100%. Ngoài ra thì không phải là phẫu thuật chỉ điều trị bệnh nhân ung thư giai đoạn sớm tiền căn, mà kể cả giai đoạn cuối chỉ định phẫu thuật chăm sóc giảm nhẹ vẫn còn chỉ định. Tôi lấy ví dụ những bệnh nhân ví dụ ung thư thực quản giai đoạn cuối xâm lấn rộng mà không thể mổ được, thì bệnh nhân vẫn có thể là vì bệnh nhân không ăn được đường miệng, bệnh nhân vẫn có thể là phẫu thuật để mở thông dạ, dẫn lưu dạ dày để bơm thức ăn qua dạ dày, kéo dài thời gian sống cho người bệnh. Hoặc là những cái ung thư vùng khoang miệng đó mà bệnh nhân có thể xâm lấn toàn bộ vùng khoang miệng, bệnh nhân không thở được thì hoàn toàn có thể phẫu thuật mở thông khí quản để bệnh nhân thở qua cái đường mở thông khí quản. Hoặc là bệnh nhân ung thư đường tiêu hóa, ví dụ ung thư ở đại trực tràng mà xâm lấn rộng mà mổ không thể cắt được toàn bộ khối u, thì chúng ta có thể gây tắc ruột, thì chúng ta hoàn toàn có thể là mở thông làm hậu môn nhân tạo để phân nó qua đó để kéo dài cái thời gian sống và chăm sóc giảm nhẹ cho người bệnh. Chính vì vậy là phẫu thuật là không phải riêng phẫu thuật tiền căn giai đoạn sớm, mà kể cả những bệnh nhân giai đoạn cuối chúng ta vẫn có thể sử dụng phương pháp phẫu thuật để điều trị chăm sóc giảm nhẹ cho người bệnh.